Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 19 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục phiên họp thứ 14, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Hội nghị Ban chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho các hộ tiểu thương và người dân khi đến kinh doanh mua bán, hầu hết các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều đã triển khai thực hiện mô hình camera giám sát. Tin quốc tế, Nga khẳng định sẽ không ủng hộ những đề xuất của Mỹ về việc cải tổ Liên Hợp Quốc, đồng thời cho rằng đây là một bước tiến hướng tới trật tự thế giới đơn cực và Moscow sẽ không ủng hộ điều này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 14, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017, kết quả phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có tác dụng răn đe nhất định và góp phần làm giảm tham nhũng. Tuy tạo được sự thay đổi tích cực nhưng vẫn chưa thực sự mang tính đột phá, tham nhũng nhìn chung vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi. Một số văn bản pháp luật quy định chưa rõ ràng, thiếu tính khả thi, chồng chéo nhưng chậm được sửa đổi nên chưa kịp thời khắc phục những bất cập trong quản lý và chưa đủ mạnh mẽ để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Bên cạnh đó, ý thức đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để đánh giá tình hình thực hiện kết luận 80 của Ban Bí thư từ đầu năm đến nay. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, Đà Nẵng có hơn 21.000 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với 227 tổ chức đảng và hơn 5.100 đảng viên. Trong đó, từ đầu năm đến nay, qua thực hiện kết luận 80 đã thành lập mới 107 tổ chức đảng, phát triển 69 đảng viên mới. Nhìn chung, các tổ chức đảng đoàn thể sau khi được thành lập đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động. Từ nay đến cuối năm, Đà Nẵng tiếp tục rà soát thành lập mới 3-5 tổ chức đảng, phát triển 40-50 đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Sáng nay, ông Đặng Việt Dũng, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2017. Hội nghị đã nghe Quận ủy Sơn Trà báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 và công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại địa phương. Trong thời gian đến, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền sâu rộng công tác chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC 2017, tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng quý 3 và 9 tháng đầu năm. Trưa nay, Ủy ban Liên lạc Người gốc Lào ở nước ngoài và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài tại Đà Nẵng do ông Su Văn Na Phủy Nha Vong làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên đã tiếp đoàn. Thay mặt đoàn công tác, ông Su Văn Na Phủy Nha Vong mong muốn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng ngày càng thắt chặt và phát triển lên tầm cao mới. Phía Lào xem Đà Nẵng như là mô hình phát triển mới để học hỏi rút kinh nghiệm. Phó Chủ tịch thành phố Trần Văn Miên cho biết, từ năm 2002 đến nay, Đại học Đà Nẵng đã tiếp nhận gần 750 lưu học sinh Lào. Hiện có 4 công ty của thành phố Đà Nẵng đang đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư gần 52.300.000 đô la Mỹ. Phó Chủ tịch thành phố khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào luôn được vun đắp trên tinh thần đoàn kết hữu nghị. Sở Du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo phát động chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đến dự.
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kêu gọi cán bộ, công chức, nhân viên bán hàng, taxi, lễ tân, hướng dẫn viên và mọi người dân Đà Nẵng hãy là một đại sứ du lịch, luôn niềm nở nụ cười để xây dựng môi trường du lịch Đà Nẵng lành mạnh. Chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017 nhằm xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành du lịch và các ngành liên quan. Chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng sẽ được tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, trường học và mọi người dân, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đến các đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017 và du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề án cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã. Thông báo kết luận nêu rõ việc xây dựng đề án cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về công tác cán bộ. Việc xây dựng đề án cần bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về cơ sở pháp lý, tính hiệu quả, ổn định lâu dài, hiện đại và tiết kiệm. Đồng thời xác định rõ phạm vi áp dụng của cơ sở dữ liệu, các giải pháp kỹ thuật, phương án, công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, tính bảo mật. Bên cạnh đó, rà soát hệ thống thông tin cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thống nhất, phục vụ yêu cầu công tác quản lý, lưu ý không đưa vào cơ sở dữ liệu những thông tin thuộc bí mật đời tư cá nhân. Quận ủy Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khi mới thành lập, 63% cán bộ công chức viên chức quận Cẩm Lệ có trình độ cao đẳng đại học, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ qua đào tạo còn thấp. Qua hơn 10 năm, toàn quận có gần 14% cán bộ có trình độ thạc sĩ, 62,5% có trình độ đại học, còn lại là cao đẳng, trung cấp. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ cũng được nâng lên. Kết quả này là sự cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 3 của Cẩm Lệ trên địa bàn. Trong những năm đến, quận Cẩm Lệ tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Cùng với đầu tư xây dựng chợ, nâng cấp chỉnh trang lại các chợ truyền thống, việc phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ, hình thành các trung tâm thương mại lớn, các khu phố chuyên doanh, phát triển thêm các cửa hàng bán buôn bán lẻ tự chọn hoặc các siêu thị nhỏ tại các khu vực đông dân cư là định hướng mà thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai trong thời gian gần đây. Theo đó, định hướng phát triển hạ tầng thương mại đến năm 2020, Đà Nẵng khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, thương mại điện tử. Đối với loại hình bán buôn, Đà Nẵng đầu tư trung tâm thương mại bán buôn chợ Cồn, trung tâm thương mại bán buôn Hòa Minh, chợ gia súc gia cầm, chợ vật liệu xây dựng, mở rộng chợ đầu mối nông sản, quy hoạch đầu tư một tổng kho hàng với diện tích 30 đến 50 ha. Đối với loại hình bán lẻ, đầu tư phát triển mới 21 trung tâm thương mại bách hóa tổng hợp, siêu thị có quy mô lớn ở các quận huyện, chú trọng và khuyến khích phát triển khoảng 20 cửa hàng tiện lợi phục vụ kéo dài về đêm. Theo thống kê của Phòng Kinh tế quận Thanh Khê, trong gần 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng khai thác hải sản đạt gần 6.000 tấn, bằng 84% kế hoạch, giá trị khai thác đạt 330 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch. Thời gian tới, quận Thanh Khê tiếp tục tuyên truyền định hướng người dân, tiếp tục đầu tư đóng mới nâng cấp tàu công suất lớn, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác cấp đông để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu riêng cho ngành thủy sản Thanh Khê trong tương lai. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho các hộ tiểu thương và người dân khi đến kinh doanh mua bán, hầu hết các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều đã triển khai thực hiện mô hình camera giám sát, ghi nhận tại chợ Cẩm Lệ. Chị Phạm Thị Huệ, tiểu thương chợ Cẩm Lệ cho biết, chị triển khai lắp 4 camera tại quầy hàng của mình cách đây 3 tháng và thấy rõ hiệu quả từ đó. Cũng có hiệu quả hơn chị. Ví dụ như là đồ mình cũng quản lý được. Cái thứ hai là cũng có bắt được mấy vụ là họ lấy rồi đó, mình như người mình đi tìm bạn ra. Trước đó, chị Trần Thị Hà, tiểu thương bán hàng bánh kẹo tại chợ Cẩm Lệ, cũng triển khai lắp 2 camera tại gian hàng, kết nối với 2 smartphone của người thân ở nhà để theo dõi, hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu gian lận tại gian hàng.
ở nhà là có mới có cầu nhận nó. Ví như có những người mà họ gian lận là báo cho mình, cái là mình được biết, mình phát hiện ra. Đó là mình thành phần như thế này, mình bắt camera. Chợ Cẩm Lệ có diện tích trên 10.000 m² với hơn 700 hộ tiểu thương đang kinh doanh hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Tuy nhiên lực lượng bảo vệ chỉ có 15 người. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ đã đầu tư lắp đặt 17 camera. Ban quản lý chợ vận động tiểu thương các gian hàng áo quần, mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống lắp thêm gần 100 camera nữa. Máy chủ được đặt tại chốt của đội quản lý chợ, có phân công cán bộ quản lý giám sát. Khi phát hiện các vấn đề liên quan đến trộm cắp, cướp giật, cán bộ giám sát sẽ thông báo cho lực lượng bảo vệ đến hỗ trợ. Từ đó vấn đề an ninh trật tự tại khu vực chợ ngày càng được đảm bảo. 2017 trở lại đây thì lắp camera thì quản lý và mùa diễn biến hoạt động của bà con cũng như là ban quản lý chợ rất là rối rít vấn đề, kể cả là thông tin là đưa những cái tiền bọt mà lộn là ban quản lý chợ sẽ trích xuất camera ra để truy xuất lại những cái trường hợp về ban đêm, những cái đối tượng mà chạy vô chợ thì ban quản lý chợ sẽ, những đối tượng mà trộm cắp là ban quản lý chợ sẽ trích xuất camera ra là mời là lên làm việc, giao cho công an quận làm hồ sơ khởi tố, móc túi điện thoại di động, rất là nhiều việc. Công tác phòng chống cháy nổ rất là đi hoàn đạo. Hệ thống camera còn giúp đội quản lý chợ quan sát toàn diện, kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp sai phạm như mua bán lấn chiếm lối đi, thắp nhang trong chợ, mua bán gian lận hoặc giải quyết một số tranh chấp về tiền bạc giữa người bán và người mua. Qua đó tạo thêm niềm tin cho tiểu thương và người tiêu dùng. Đội quản lý chợ Cẩm Lệ cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động tiểu thương phủ kín camera, ít nhất 10 m² có một máy. Thưa quý vị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có kết luận liên quan đến vụ nghi ngờ rập thực phẩm ngày 14 tháng 9 vừa qua, sau khi 9 người thuộc đoàn du khách Quảng Ninh nhập viện Hoàng Mỹ. Theo kết luận, 9 du khách nhập viện cấp cứu nghi ngờ rập thực phẩm tối 14 tháng 9 vừa qua không phải là ngộ độc thực phẩm. Tại khu du lịch Núi Thần Tài hôm xảy ra sự việc có 230 người cùng ăn uống, tuy nhiên chỉ có 9 người có biểu hiện nhẹ rối loạn tiêu hóa. Lực lượng chức năng của Sở Y tế cũng đã lập đoàn thanh kiểm tra và kết luận kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật trong 10 mẫu thực phẩm phục vụ bữa ăn tại khu du lịch trên đều đạt yêu cầu. Đây là các trường hợp rối loạn tiêu hóa nhẹ do các nguyên nhân khác. Công đoàn Sở Công Thương Đà Nẵng và Công ty Ẩm thực Trần vừa phối hợp với tổ chức chương trình thiện nguyện tặng 3 tấn gạo và một số thực phẩm khác cho 150 người có hoàn cảnh khó khăn tại quận Liên Chiểu và tiểu thương nghèo tại chợ Hòa Khánh. Đây là hoạt động thiện nguyện hàng tháng nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn, những em học sinh nghèo tại các địa phương và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng. Được biết, trong tháng 10 tới, chương trình này sẽ đến với người nghèo quận Thanh Khê. Vì thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều sự cố thang máy tại các khách sạn resort trên địa bàn thành phố. Thực tế này yêu cầu công tác đảm bảo an toàn trong vận hành thang máy tại các tòa nhà cao tầng cần được lực lượng chức năng và đơn vị cơ sở quan tâm, chú trọng hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước thềm tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tại các khách sạn cao tầng, khi đưa thang máy vào sử dụng, chủ đơn vị cơ sở đều cam kết tuân thủ các quy tắc vận hành đảm bảo an toàn. Thế nhưng, khi xảy ra mất điện đột xuất hoặc các sự cố phát sinh, chủ cơ sở và nhân viên kỹ thuật tại chỗ đều lúng túng trong cách xử lý để đưa người bị nạn ra ngoài. Chúng tôi sẽ cho nhân viên, cho anh em nhân viên trong công ty luôn luôn thực hành đúng cái kỹ thuật mà bên thang máy đã chỉ dẫn, đã hướng dẫn cho làm. Thì luôn luôn trong một tuần hoặc nửa tháng tôi sẽ thực hiện một lần như thế để cho mọi người trong công ty cũng như lãnh đạo của tôi phải hiểu vấn đề đó để làm cho tốt vấn đề đó để tránh trường hợp xảy ra sau này. Trước khi bàn giao cho cơ sở, các đơn vị thiết kế lắp đặt thang máy đều hướng dẫn cho đội ngũ kỹ thuật sở tại quy trình vận hành cũng như cách thức xử lý sự cố. Chính vì vậy, khi phát sinh tình huống bất ngờ, lực lượng tại chỗ cần phải thành thục các khâu để ứng cứu người bị nạn một cách an toàn trước khi gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Nếu mà trường hợp hy hữu xảy ra mà cúp điện mà cái bộ phận cứu hộ của thang máy mà nó không hoạt động á, thì cái công việc đầu tiên của cái người kỹ thuật mà quản lý vận hành trong tòa nhà là bắt buộc là khi cứu hộ phải có hai người. Thứ nhất là phải lên trên phòng máy là kiểm tra cái thang nó có bằng tầng hay không. Trường hợp nó không bằng tầng á
thì mình phải ngắt hết cái nguồn điện 3 pha trong tủ điện, kể cả cái nguồn điện chính cung cấp cho cái thang máy. Thứ hai nữa là dùng cảo là đưa cái thùng thang về cái vị trí mà bằng tầng mà theo cái vạch mà cáp mà đánh ở trên cái thang máy á. Theo lực lượng chức năng thành phố, thực tế hiện nay cho thấy nguyên nhân dẫn đến sự cố thang máy một phần còn liên quan đến việc các chủ cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc kỹ thuật ngay từ khâu lắp đặt ban đầu. Đi nghiệm thu rất nhiều công trình thì cũng nguyên tắc là về thang máy người ta lắp đặt ấy, thì khi có sự cố là phải về cái vị trí thấp nhất của tầng và mở ra để người ta ra. Mà nếu gì sự cố xảy ra thì cái lực lượng tại chỗ ấy, là phải dùng các cái dụng cụ mà đã được nhà cung cấp ấy, người ta hướng dẫn ấy, thì quay về cái ngay chỗ cái tầng của thang mở cửa. An toàn trong vận hành thang máy tại các tòa nhà cao tầng là một trong những nội dung cần được lực lượng chức năng thành phố quan tâm sâu sát hơn nữa để đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố, góp phần vào thành công chung của tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, truyền thông Anh đưa tin về một đám cháy bất ngờ bùng phát trong một kho chứa hàng ở phía bắc thủ đô London. Hơn 20 phương tiện chuyên dụng và 100 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập lửa. Theo ban quản lý nhà kho, đây là một đám cháy lớn và khói đen dày đặc đã lan rộng trong khu vực White Hart Lane thuộc quận Tottenham, phía bắc thủ đô nước Anh. Các hộ gia đình sống lân cận đã được yêu cầu đóng cửa sổ và cửa ra vào để đảm bảo an toàn. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc trên trời trong lúc ngọn lửa đang tàn phá nhà kho chứa hàng. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như có các báo cáo về thương vong. Hôm qua, giới chức Nga khẳng định những đề xuất của Mỹ về việc cải tổ Liên Hợp Quốc là một bước tiến hướng tới trật tự thế giới đơn cực và Moscow sẽ không ủng hộ điều này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì một sự kiện cấp cao về vấn đề cải tổ Liên Hợp Quốc. Theo Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Leonid Slutsky, chính sách ngoại giao của Nga ủng hộ việc duy trì vai trò không thể bàn cãi của Liên Hợp Quốc, vốn đã cho thấy nó không thể bị thay thế trong nhiều thập kỷ qua. Nga coi những đề xuất của Mỹ về việc cải tổ Liên Hợp Quốc là một bước tiến lớn trong hệ thống tổ chức của Mỹ nhằm hướng đến một trật tự thế giới đơn cực, giảm thiểu vai trò của Liên Hợp Quốc trong cấu trúc của thế kỷ 21. Do đó, Moscow vẫn chưa sẵn sàng ủng hộ hay tuyên bố tham gia vào tiến trình này. Hôm qua, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức yêu cầu đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực người Quds dự kiến được tổ chức vào ngày 25 tháng 9 tới, trong bối cảnh chính quyền trung ương ở Baghdad cũng như các quốc gia láng giềng có cộng đồng người Quds sinh sống đều kịch liệt phản đối cuộc bỏ phiếu này. Yêu cầu của ông Abadi được đưa ra sau khi tòa án tối cao Iraq cùng ngày ra lệnh đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân nói trên để cân nhắc xem cuộc bỏ phiếu như vậy có phù hợp với hiến pháp hay không. Trước đó, hôm ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Abadi cảnh báo giới lãnh đạo của khu vực người Quds đang đùa với lửa khi lên kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trên và quyết định nguy hiểm này có thể gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với các công dân Iraq ở tại đây. Tháp Eiffel, công trình đón nhiều khách tham quan nhất thế giới, sẽ được bao bọc bởi một lớp kính chống đạn. Dự án này đã được khởi công từ ngày 18 tháng 9 nhằm bảo vệ công trình kiến trúc biểu tượng của nước Pháp trước mối đe dọa khủng bố đang tăng cao tại nhiều nước châu Âu. Một bức tường bằng kính chống đạn sẽ được dựng bao quanh các khu vườn thuộc khu vực Tháp Eiffel. Đây là dự án có giá trị 30 triệu euro, khoảng 36 triệu đô la Mỹ và dự kiến kéo dài trong 9 tháng. Việc thi công sẽ không cản trở hoạt động tham quan và khách du lịch vẫn có thể đi lên Tháp Eiffel sau khi qua các trạm kiểm soát an ninh. Bên cạnh mục tiêu an ninh, giới chức thủ đô cũng đang đẩy mạnh nâng cấp Tháp Eiffel để chuẩn bị cho sự kiện Paris đăng cai Olympic 2024. Bên bến cảng Cape Town, đầu mũi phía nam của châu Phi, một bảo tàng lớn nhất thế giới trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại từ khắp lục địa đen sẽ mở cửa đón khách vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Bảo tàng nghệ thuật đương đại Zeiss là một trong những dự án bảo tàng tham vọng nhất năm 2017. Nó được xây dựng từ khu phức hợp Grand Silo Complex trên diện tích gần 9.500 m2, trở thành một trong những bảo tàng lớn nhất châu Phi.
10 năm trước, chúng tôi đã đưa ra ý tưởng thực hiện một bộ sưu tập tập trung vào nghệ thuật đương đại châu Phi và đặt nó ở đâu đó trên châu lục này, và giờ đây chúng tôi đã có nó. Bảo tàng được kiến trúc sư người Anh Thomas Heatherwick thiết kế và được đặt theo tên của doanh nhân người Đức, cựu chủ tịch Puma, ông Toten Zeid. Bây giờ tôi đang làm việc ở nhà và tôi đảm bảo rằng công việc của tôi ở bảo tàng là sẽ cho mọi người thấy những thứ họ chưa bao giờ thấy. Đó là một vinh dự lớn. Cape Town là nơi có sự pha trộn đa sắc tộc. Những thứ chính gốc châu Phi thường bị coi là không có nhiều giá trị. Vì vậy, bảo tàng sẽ tạo nên một hình ảnh mới về một bảo tàng mang màu sắc châu Phi, là nơi chào mừng châu Phi bảo tồn di sản văn hóa của riêng mình. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.